Hello, xin chào các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Thế Sơn Toyota ngày hôm nay. Hôm nay thì Sơn muốn giới thiệu cho anh em một chiếc xe rất là đẹp, cực đẹp luôn. Một chiếc xe gọi phải nói là xe cọp. Tại sao mà nó là xe cọp ạ? Tại vì cái số km nó đi khá là thấp. Và đây là một chiếc xe cá nhân. Thì Sơn nghĩ là nếu như anh em nào mà đang quan tâm cái dòng xe đời này ấy, thì chiếc xe này là tuyệt vời luôn. Và bây giờ thì không phải để anh em chờ lâu nữa, thì Sơn sẽ quay chi tiết chiếc xe này cho anh em luôn nha. Đây là chiếc xe Innova G2015 của cho anh em đây. Một chiếc xe cực đẹp luôn. Đẹp không một tì vết. Xe này sản xuất năm 2015 nhưng mà đăng ký tháng 1 năm 2016 nha anh em. Xe này là xe cá nhân một đời chủ này. Biển số thành phố nha. Đây là một chiếc xe còn nguyên bản, anh em có thể phân biệt được là cái đèn nó ít chạy cho nên là cái xe có đèn còn rất là trắng và sáng này. Những chiếc xe mà nó sử dụng nhiều rồi thì thường thường là nó sẽ bị ngả màu hơi vàng vàng. Và đây là một chiếc xe ít sử dụng cho nên cái đèn còn rất là sáng và bóng. Sony tổng thể ngoại thất của chiếc xe để anh em ở xa có điều kiện coi. Nước sơn còn zin nguyên, rất là bóng. Bây giờ thì Sơn sẽ quay chi tiết khoang động cơ cho anh em coi nha. Rồi, đây là khoang nội thất của chiếc xe Innova 2015 anh em. Anh em thấy không ạ? Nó sáng láng như xe mới ạ. Xe này nó mới chạy được có 35.000 thôi. Cho nên với số km này thì nó mới hết chạy radar thôi. Xe này thì khách hàng đã trang bị ghế da, lốp sàn, DVD camera. Anh em mua về chỉ có việc chạy thôi. Đây, anh em thấy rõ chưa? Số km là 34.101 km nha. Và số km này là số km thực. Nếu anh em mà kiểm tra có dấu hiệu sai sót thì bên Sơn sẽ chịu hoàn toàn 100% trách nhiệm nha. Để mà kiểm tra một chiếc xe nó có đi nhiều hay không nữa, đó là phải phần vô lăng này. Anh em nhìn thấy không?
cái phần vô lăng này. Nếu mà đi nhiều quá là những cái bộ phận tiếp giáp này nó sẽ bị mòn và bóng rất là nhiều này. Đó, phần này anh em lưu ý nhé. Đó là cái phần chiếc xe. Bây giờ thì Sơn mới quay chi tiết chiếc xe Toyota Innova G năm 2015. Đây là một chiếc xe cá nhân rất là đẹp, cực đẹp luôn. Số km mới đi được là 34.000 km. Số km này là số km đúng nhé. Và xe nó được cam kết không bị đâm đục ngập nước và thủy kích. Thì giá xe thì bên Sơn đang chào bán với giá là 515 triệu. Và giá này thì vẫn có thể thương lượng. Nếu anh em có điều kiện để tới xem trực tiếp thì chúng ta có thể thương lượng về giá. Và bên Sơn thì sẽ hỗ trợ chiếc xe này khoảng tầm 300 triệu ngân hàng. Nếu anh em mà quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với số hotline của bên Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng. Trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không? Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55.